chào quý vị khán giả đến với kênh của Trần Nên. Hôm nay là ngày làm tháng thốt, trời nắng cũng đẹp, mà bữa nay là không có gió, nực quá. Cũng lâu lắm rồi, cách cũng 2-3 tuần, hôm nay mới đi quay lại. Trần Nên cũng không biết nói gì hơn, để gửi tặng cho quý vị khán giả với một bài hát. Bài hát có tựa đề là Một Chiếc Xe Qua. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Xe qua đưa em về bến là còn lại mình anh trong giấc mộng không thành. Thôi nhé, từ đây thương nhớ một mình, yêu mến đó để rồi xa cách đó, chuyện đôi mình còn gì nữa không em. Thôi giả biệt những xóm nửa chiều đó, giờ đi về thui thủi một mình anh, tìm chân lối mòn từng dấu chân quen, nhưng dấu cũ tàn phai theo mưa chiều nắng. Anh ơi, hai đứa mình có duyên mà không nỡ, giờ xa nhau xin đừng giận đừng hờn. Chuyện ngày xưa như một giấc mộng buồn, nếu mai đây mình không còn gặp lại, cũng xin đừng thương nhớ nữa người ơi. Nếu đã bảo tình mình không giống phụ, thì buổi ban đầu lưu luyến mà chi. Giờ em cất bước du quy, chuyện thở ban đầu hãy cố mà quên. Phút giây rồi kẻ ở người đi hai phương trời cách biệt, duyên cố tình xưa nhắc nhở chi thêm buồn. Ôm nỗi niềm riêng cất bước theo chồng, mong ước không thành cho đôi lứa đôi nơi. Chuyện tình mình như nước cuốn bèo trôi, lời hẹn ước như gió đùa ngọn cỏ. Gặp nhau đây rồi không bao giờ gặp nữa, giờ chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Thank you.
em hãy về đi, em hãy cố quên đi. Nở nụ cười che ngấn lệ ở bờ mi, về xứ lạ giả từ dĩ vãng. Hãy để em gần anh giây phút nữa, rồi trọn đời mình sẽ cách xa nhau. Biết làm gì những phút giây ngắn ngủi, hãy cố quên đi mà vui sống bên chồng. Lên xe lìa xứ theo chồng, mà nghe như gợi tâm hồn lại đây. Người về ngậm đắng nuốt cay, rượu nồng chưa uống mà say lâu rồi. Đến đây thì Trần Nên xin nói lời chào tạm biệt. Nếu quý vị khán giả có thương tình và ủng hộ cho Trần Nên, đăng ký nhấn like cho kênh Trần Nên. Và một lần nữa Trần Nên xin thành thật cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và rất nhiều.